Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Thiên Kiếp Mi, truyền thể thành phim Thủy Long Ngâm của tác giả Đằng Bình. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 64: Máu đào mờ tối. À, khô, khô khổ. Ngọc Đoàn Nhi lại bưng đến một chậu nước ấm, A Thùy ngồi bên cạnh giường đỡ lấy đường lệ từ đang không ngừng nôn. Người y đầm đìa mồ hôi lạnh, từ lúc đuổi a Thùy ra ngoài y cứ liên tục nôn đến giờ ban đầu còn nôn thức ăn nước uống dần dần ộc ra cả máu tươi bây giờ trong bụng đã chẳng còn gì mà vẫn không ngừng nôn ngọc đoàn nhi nhận ra y có gì đó sai sai phá cửa xông vào thì đường lệ từ đã nói không nên lời ngoài nôn mửa và ho khan y cũng chẳng thốt ra được câu nào nữa a thủy cầm khan nóng liên tục lau cho y nhưng quần áo trên người y chẳng bao lâu đã thấm đẫm mồ hôi lạnh tiết trời mùa đông giá rét, chạm vào chỉ thấy lạnh ngắt đến đáng sợ, giống như thân thể đằng sau lớp quần áo kia hoàn toàn không có hơi ấm. Y, y làm sao vậy? Chắc chưa chết đâu nhỉ? Ngọc Đoàn Nhi thấy mà phát sợ, khe khẽ hỏi A Thùy. A Thùy lặng lẽ lau người cho y, người bị đe dọa và tổn thương chẳng phải là nàng sao? Cớ sao cái kẻ bạo ngược này trông còn giống nạn nhân hơn cả nàng? Thoạt nhìn y còn giống người sắp chết hơn nàng, y trong lòng y rốt cuộc, muốn nàng phải làm sao thì y mới không chịu thương tổn. Lẽ nào vì nàng không chịu nghe lời, không chịu cam tâm tình nguyện chân tâm thật y yêu y, không chịu chết vì y, nên y mới ra nông nỗi này. Khóe mắt nàng cay cay, sao lại có người bá đạo đến thế, điên cuồng đến thế, ích kỷ đến thế, tàn nhẫn đến thế. Nhưng, nhưng một kẻ điên cuồng mà yếu đuối như y, lại khiến người ta hoàn toàn không buông tay được thật giống như một đứa trẻ liều mạng muốn giành được sự chú ý của người mình thích liều mạng đến thế viền vông hão huyền đến thế ngượng ngùng đến thế lại hèn mọn đáng thương đến thế yêu đuối cứ như không được coi trọng thì sẽ chết nước mắt a thủy đã tràn khóe mi ngươi người yếu ớt như thế nhưng khiến người ta tổn thương nhất không phải người yếu ớt mà là cách người ngươi muốn giành sự chú ý căn bản không phải ta có đúng không người muốn được ai quan tâm muốn được ai yêu đến nỗi sẵn sàng chết vì mình ta cảm thấy người này căn bản không phải ta nước mắt a thùy chảy dài theo gò má ta căn bản không dám yêu ngươi bởi vì ngươi căn bản sẽ không yêu ta nhưng mỗi khi ngươi làm chuyện gì tổn thương ta cớ sao ta luôn cảm thấy đau lòng cảm thấy thất vọng chứ dù trong lòng ta hiểu rõ đến đâu thì vẫn luôn thất vọng vô cùng ta nghĩ đó là vì ta nghĩ ngươi luôn đối xử tốt với người khác luôn bảo vệ người khác nhưng lại luôn muốn tổn thương ta có lẽ ta cảm thấy rất không cam lòng ánh mắt nàng nhìn đường lệ từ dần trở nên ôn nhu đổi một mảnh khăn khác trong chậu nước người coi ta là thế thân cho ai là ai có lỗi với ngươi không quan tâm ngươi cưng chiều ngươi khiến ngươi đau lòng và thất vọng đến thế nàng nghĩ mình đã chạm đến khoảng trống trong lòng đường lệ từ chẳng qua nàng không cứu được y a à, thủy tỷ 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 sờ thử chỗ này đi, chỗ này của y rất là Ngọc Đoàn Nhi đang cởi áo cho đường lệ từ, muốn thay cho y một bộ trung y sạch sẽ. Khi chạm tay vào bụng y, nàng cảm nhận được một vật kỳ quái, hơi cứng hơn người bình thường một chút. A Thủy đưa tay ra ấn nhẹ, vật kia ước chừng to bằng nắm tay. Nàng ấn mạnh hơn, đường lệ từ nhíu mày, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Tùy y không nói câu nào, nhưng nhất định là vô cùng đau đớn. Đây chính là vật mà nàng đã từng liếc qua, nhưng cảm thấy nó không giống tim người. Trầm ngâm hồi lâu, nàng bảo mộc Đoàn Nhi ra ngoài, đóng cửa phòng lại rồi cởi áo đường lệ tư. Da thịt đường lệ từ mềm mịn trơn bóng, nhưng trên làn da trần chẳng chịt những vết thương. Vết thương mới tổng cộng có hai, rất nhiều vết thương cũ không biết từ đâu mà có. Cởi áo xong, nàng nhẹ nhàng ấn xuống, nhận ra vật kia chôn rất sâu trong bụng y đường lệ tự y phục hờ hững, mái tóc dài màu xám bạc xóa tung bên người. Người luyện võ toàn thân gân cốt rắn chắc, đường cong cân đối, không có lấy một chút thịt thừa. Có lẽ nôn nhiều mất sức nên đường lệ từ không hề nhúc nhích, mặc cho nàng thu xếp, hàng mi thi thoảng run lên nhẹ nhẹ nhưng không mở ra. Nàng lau khô mồ hôi lạnh trên người y, thay một bộ trung y sạch sẽ, ngồi bên cạnh giường lặng lẽ nhìn y. Nhìn rất lâu, trong lòng nàng nổi lên muôn vàn tâm sự, mệt mỏi và hoang mang không nói nên lời. Đường công tử, nàng khẽ nói, trái tim chôn trong bụng ngươi có thể xảy ra biến hóa nào đó. Đường lệ từ nhắm mắt lại, không hề nhúc nhích, giống như không hề nghe thấy. Nàng tiếp lời, nó, có lẽ còn đáng sợ hơn nhát dao của thẩm đại ca. Đường lệ từ vẫn không nhúc nhích, nhưng nàng biết y cũng không hoàn toàn bất tình. Đợi hồi lâu mà đường lệ tư vẫn không trả lời, nàng hết sức dịu dàng hỏi. Thế nào, trên người có thấy khó chịu lắm không? Nàng đưa tay ra, lấy hết dũng khí nhẹ nhàng đặt lên đầu đường lệ tư, chậm chậm vuốt ve e mái tóc dài màu bạc của y. Tay phải đường lệ tư khẽ cửa, nàng ngưng lại, nhìn năm món tay phải của y xòe ra, nắm chặt lấy tay áo nàng. Y vẫn không mở mắt, chỉ nắm thật chặt, mơ u bàn tay trắng ngần nổi đầy gân xanh, tựa hồ muốn dốc hết sức lực của y lúc này, dường như nếu không nắm chắc được thứ gì đó thì y sẽ chết ngay lập tức. Nàng không nói gì nữa, ngồi lặng lặng ngồi bên y. Sắc trời dần tối, ánh mặt trời bùi hoàng hôn chậm chậm xuyên qua cửa sổ, chiếu lên chiếc hài thêu màu xanh nhạt của nàng, từng đường chỉ thêu phản chiếu vệt sáng cũ kỹ mà nhu hòa. Bóng đêm từ từ buông xuống, căn phòng tối đi, dần dần không thấy rõ mặt người. Đường lệ từ vẫn nắm chặt ống tay áo nàng, nàng nghe hơi thở y bỗng trở nên gấp gáp, nhịp thở gấp gáp mà rối loạn ấy kéo dài rất lâu. Tại sao nó không đập? Y nói ra một câu mà nàng hoàn toàn không hiểu. Cái gì, không đập cơ? Hơi thở của y càng thêm phiền loạn nóng này. Tại sao nó không đập? A à, Thủy kinh ngạc nhìn y, nàng không biết y đang nói gì, tay y càng nắm càng chặt. Lạ thật, lạ thật. Y lặp đi lặp lại câu là thật nàng không biết y nói cái gì lạ đành chậm rãi đưa tay lên một lần nữa nhẹ nhàng đặt lên đầu y lần thứ hai vuốt ve mái tóc dài của y nàng còn sợ hãi hơn lần đầu tiên nhưng nếu nàng không làm gì biết đâu biết đâu y sẽ sụp đổ là thật tại sao những thứ y chưa bao giờ nghĩ sẽ thay đổi lại luôn luôn thay đổi thứ y tin tưởng vốn rất ít nhưng nó luôn luôn lần nào cũng sẽ xấu đi sẽ biến mất đường lệ từ đưa tay phải ra nắm chặt ống tay áo a thủy giơ tay trái lên che mắt tại sao cha mẹ không thương y y là con ruột của họ mà nhưng họ chỉ mong y chưa bao giờ tồn tại tại sao người ta luôn thấy phó chủ mai tốt hơn y chưa bao giờ cảm thấy thế đến giờ vẫn không tại sao a nhán lại thành người xấu tại sao phương chu phải chết tại sao chỉ vân phải chết là thật tại sao ngay cả trái tim phương chu cũng ngừng đập y đã liều mạng và cố gắng đến thế y làm tất cả những gì có thể làm. Tại sao vẫn không thể giữ lại bất cứ thứ gì? Một bàn tay ấm áp đặt lên chán y, y không né tránh. Ta nghĩ ta không thể hiểu được ngươi đang nghĩ gì. A à, Thùy hạ giọng. Thật ra rất nhiều lúc ta cứ ngỡ mình chỉ còn thiếu một bước nữa là hiểu được ngươi, nhưng bước này Trung Quy vẫn quá xa vời. Ngươi nói là thật, là thấy cái gì lạ? Bàn tay nàng chậm chậm rời khỏi mái tóc dài của y. Ta thường cảm thấy lạ nét duyên ngầm trời sinh là gì nó làm sao để thu hút người ta tại sao luôn có những gã đàn ông không quen biết nói thích ta ta không hề muốn thế chưa bao giờ muốn thế ta cũng biết sợ nhưng xưa nay chưa từng có ai muốn biết ta nghĩ gì rất nhiều người nói yêu ta nhưng không nói được rốt cuộc ta tốt ở đâu có người vì ta mà khuynh gia bại sản vì ta bỏ vợ bỏ con thậm chí vì ta mà chết nhưng người kia lại chỉ coi ta là một nữ tỳ nếu chỉ cần một nữ tỳ thì nữ tỳ đó là ta hay người khác có gì khác nhau đâu. Nàng thở dài xa xăm. Ta cảm thấy rất trống rỗng, những chuyện xảy ra mấy năm gần đây làm ta mệt mỏi vô cùng. Nhưng dù ta quen biết bao nhiêu người, trong số đó có bao nhiêu người gần gũi với ta, thì vẫn chẳng có ai muốn biết trong lòng ta. Rốt cuộc cảm thấy thế nào? Nàng nói đến đây, bất chi bất giác lại nhẹ nhàng vuốt ve e mái tóc dài của đường lệ tư. Vì ta tỏ ra quá bình tĩnh sao? Ta cảm thấy mình không nên kẻ khổ, có lẽ đau khổ nhất là những người đàn ông bị gương mặt ta mê hoặc. Bọn họ hết lòng hết sức vì ta, thậm chí bỏ mạng vì ta. Ta mắc nợ bọn họ, cho nên ta không được kẻ khổ, ta nên cố gắng đối xử tốt với bọn họ, cố gắng không làm bọn họ tức giận hay thất vọng. Nàng khẽ ngừng lại, một lúc sau mới chậm chậm nói tiếp. Ta không ngừng quan tâm chăm sóc người khác, gặp người này quan tâm người này, gặp người kia lại chăm sóc người kia mà trong lòng đàn ông, đầu tiên ta chỉ là một nô tỳ, sau đó đã biến thành một sướng kỹ. Nàng nhìn đường lệ từ bằng ánh mắt tiêu tùy. Ta đã làm sai điều gì, mà lại rơi vào tình cảnh này. Cánh tay đường lệ từ che lên mắt trái trầm trận đặt xuống. Y mở mắt nhưng không nhìn nàng, mà chỉ lặng lẽ nhìn lên xà nhà. Gian phòng chìm trong bóng tối, đôi mắt y tỏa sáng lấp lánh trong màn đêm như những ngôi sao treo ngoài cửa sổ. Cốc cúc, hai tiếng, Ngọc Đoàn Nhi đứng bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa, khẽ khàng hỏi: "A à Thùy tỷ tỷ, y chết chưa?" A à Thủy mỉm cười nhạt nhạt, thoát khỏi bàn tay Đường Lệ Từ, đứng dậy mở cửa bước ra ngoài. Ngọc Đoàn Nhi đứng ở cửa, chỉ chỉ vào trong nhà. "Y chết chưa?" A à Thùy lắc đầu. "Y không sao, chẳng qua là có nỗi khổ trong lòng." Ngọc Đoàn Nhi ngạc nhiên hỏi: "Y mà cũng có nỗi khổ trong lòng à?" A à Thủy cầm tay nàng dẫu là ai cũng mang nỗi khổ trong lòng muội cũng thế đúng không nào ngọc đoàn nhi âm ừ lại nói nhưng có khổ sở đến đâu cũng vô ích thôi hắn cũng đâu muốn nhớ đến ta đúng rồi đã sắp đến canh ba lâm công tử hỏi phải cứu người như thế nào đây cứ nấn ná không đi thì bên ngoài vọng đình sơn trang chỉ còn lại đầu người thôi cứu người a à, thùy hơi hoảng hốt mới qua một ngày thôi vậy mà nàng cảm thấy dài đằng đẵng làm sao để cứu người đây nàng vuốt sơ qua mái tóc muội muội thủ pháp ám khí của muội thế nào ngọc đoàn nhi trợn tròn hai mắt muội không biết muội chỉ mới ném chim và mèo hoang trong rừng thôi a à, thùy thò thay vào ngực lấy ra thanh đao sát liễu mà bạch tố sa đưa cho nàng đây là một thanh bảo đao chém sắt như chém bùn ta nghĩ nếu phong lưu điểm treo người lên cây hẳn phải dùng đến dây thừng muội bắn đứt dây thừng là có thể đưa họ xuống Ngọc Đoàn Nhi nhận lấy sát liễu, lại hỏi: Nếu họ bị điểm huyệt thì sao? Nếu tay chân họ cũng bị dây thừng trói thì phải làm thế nào? Họ đâu có biết võ công, dù có đưa được họ xuống cũng không chạy lại truy binh của Phong Lưu Điềm. A à, Thùy hạ giọng: Muốn muội ra tay bắn đứt dây thừng đã rất nguy hiểm rồi. Nếu người của Phong Lưu Điềm đuổi theo muội thì phải làm sao? Ta không biết cách bảo vệ muội, cũng không biết làm sao để bảo vệ Lâm Công Tử. Ngọc Đoàn Nhi ồ lên. A à, Thủy tỷ mà cũng có lúc không biết phải làm sao, ta cứ tưởng tỷ không biết sợ là gì cơ. Ngưỡng cửa có tiếng vang, Lâm Bồ chắp tay đi tới. Bên ngoài vọng đình sơn trang đã thắp rất nhiều cây đuốc, dù muốn lặng lẽ đến gần cũng không dễ. Đã có hai người bị treo lên, đau kề vào cổ. Hắn lắc đầu, trong mắt toát ra vẻ thương xót nhàn nhạt. nhạt. Chỉ e. Ba người đưa mắt nhìn nhau họ làm sao có thể nhẫn tâm liên lụy người vô tội vì mình mà bỏ mạng chứ a thùy chợt nói có một cách là ta tự chui đầu vào lưới nói đường công tử đã đi rồi bảo bọn chúng thả những người đó ra ngọc đoàn nhi còn chẳng muốn nghe vớ vẩn bọn chúng bắt được tỷ sẽ giết ngay làm gì có chuyện nghe lời tỷ chứ a thùy lắc đầu chúng sẽ không giết ta nhưng nếu bắt được muội hoặc lâm công tử thì chưa chắc giữ được mạng nàng cắn răng nhìn vào trong phòng Phụng phụng xin nhờ. Nàng thoáng ngưng lại, lâm bô xoay người hỏi. Sao thế? A Thùy chỉ vào cửa phòng đường lệ tư. Phụng phụng vẫn còn ngồi trên giường. Thế mà đường lệ tư vừa rồi còn nằm đó lại mất tâm mất tích. Chẳng biết đã đi đâu. Y đã đau đớn đến thế rồi, làm sao đi cứu người được? Ngọc đoàn nhi thất thanh hỏi. Vừa rồi ta còn tưởng Y muốn chết cơ. Sao thoát cái đã biến mất tiêu rồi? A Thùy kinh ngạc nhìn chiếc giường nhỏ trống không? y đi cứu người sao khi một người tâm trí đã rơi vào cuồng loạn đến mức ấy còn biết phải cứu người sao y chỉ có thể cứu người khác nhưng chưa bao giờ cứu được chính mình cuồng lan vô hạnh đã đi nhưng nỗi sợ hắn mang đến cho bích lạc cung còn chưa tan hết nhược điểm trí mạng bích lạc cung vẫn còn đó chính là thiếu cao thủ hạng nhất làm trụ cột vững chắc tuy cao thủ có võ công cỡ như chu nhan cực kỳ hiếm hoi trên đời nhiều lắm là dăm ba người, nhưng nếu hôm nay không có phó chủ mai, thì thật sự đã bị chu nhan càn quét sạch sẽ. Tùy chu nhan đã đi, nhưng vết máu loang lổ hắn mang tới còn chưa lau hết. Bích lạc cung trải qua một phen kinh sợ lòng người, nhưng mọi người cũng nhanh chóng quên đi nỗi sợ mà chuyển thành nỗi lo cho vết thương của Bích Liên Y. Bích Liên Y bị thương rất nặng, không chỉ bị chân lực mạnh mẽ của chu nhan chấn thương phủ tạng, mà nguy ở chỗ ngực hắn đã trúng si mị thổ châu khí. Vết thương do năm ngón tay chu nhan để lại nhanh chóng truyền thành màu đen, máu chảy ra lại đỏ rực khác thường, trông vô cùng đáng sợ. Văn nhân hách cho hắn uống thuốc trị nội thương, nhưng thuốc này vô dụng với tà môn si mị thổ châu khí kia. Vết thương trên ngực không tài nào khép miệng, cứ chảy máu liên hồi, chân khi nóng bỏng men theo huyết mạch ăn mòn vào phủ tạng. Nếu bản thân Bích Liên Y không có căn cơ thâm hậu, thì chị e đã sớm cháy thành một thây khô đen xì dưới si mị thổ châu khí trong phòng phó chủ mai đang vận công giúp bích liên y ép si mị thổ châu khí ra văn nhân hách phối hợp với hắn vận khí đâm kim nhưng thứ võ công tà môn này mạnh mẽ vô cùng kết quả có cứu được người hay không thì chẳng ai nói trước được huyền úc nguyệt đán đợi trong phòng bích liên y một lúc thì lặng lặng lui ra không quấy giày bích liên y nghỉ ngơi cách phòng của bích liên y mấy căn viện hồng cô nương cũng ngồi trong phòng nàng nghe bên ngoài xôn xao rất lâu nhưng không bước ra ngoài xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhìn đệ tử bích lạc cung vội vàng tụ tập rồi lại lần lượt trở về nàng nghe mọi người xì xào bàn tán biết cuồng lan vô hạnh xông vào bích lạc cung muốn giết biển úc nguyệt đán mọi người đều vô cùng căm phẫn cuồng lan vô hạnh rõ ràng đã được bích lạc cung cứu làm như vậy rõ ràng là lấy oán báo ân đúng là điên cuồng mất trí quá chừng. Hồng cô nương nghe nói Chu Nhan muốn giết Huyền Úc Nguyệt Đán, hiển nhiên là bị Đào cô nương khích bác. Nàng không quen biết Cuồng Lan vô hạnh. Chu Nhan thật sự mà chỉ gặp Chu Nhan sau khi hắn trúng độc mất đi thần trí, nhưng đã từng nghe vài tin đồn về Chu Nhan. Nghe nói hắn si mê một cô gái, năm đó gia nhập Thất Hoa Vân hành khách chính là vì nàng, hôm nay muốn giết Huyền Úc Nguyệt Đán quá nửa cũng vì nàng. Cô gái kia họ Tiết, tên là Tiết Đào, nàng đã từng thấy tranh vẽ Tiết Đào, mặt mũi gần như giống hệt đào cô nương. Nàng không biết vị tiết cô nương kia rốt cuộc tốt đẹp đến đâu, nhưng có thể khiến một nhân vật như cuồng lan vô hạnh vào sinh ra tử, đương nhiên là một cô gái không tầm thường. Ngẩn ngơ suy nghĩ hồi lâu, đến nỗi chính nàng cũng không biết mình đang nghĩ gì, nàng thở dài xa xăm. Đã có tin tức về tôn chủ, nhưng vẫn không biết hắn ở đâu nàng phải nghĩ cách để huyền Úc Nguyệt đán tìm ra liễu nhãn, sau đó giấu hắn ở một nơi không ai biết. Trong phong lưu điềm nàng còn vài tâm phúc, dựa vào tinh quỷ cửu tâm hoàn của tôn chủ, có nàng bầy mưu, ngày sau tôn chủ vẫn còn cơ hội nắm giữ giang hồ. Ta nghĩ hay là chúng ta đi thăm một lúc. Bên ngoài đình viện mơ hồ truyền đến tiếng người, mấy đệ tử Bích Lạc Cung vừa đi chưa lâu lại trở về. Bích Đại ca bị thương rất nặng, bây giờ không đi thăm thì chỉ e. Chỉ e. Một người khác thở dài. Đừng nói, nghe thật đau lòng. Người thứ ba cũng nói, ừ, tuy bích đại ca vẫn luôn đi theo công chủ, không thân với chúng ta, nhưng vừa rồi huynh ấy đứng ra cứu người, dẫu không địch lại tên cuồng lan vô hạnh kia, nhưng thật sự rất có khí khái anh hùng. Người mở lời đầu tiên cất giọng đau buồn. Ta vẫn luôn coi bích đại ca là tấm gương. Mấy người này vừa trò chuyện vừa chầm chậm bỏ đi hồng cô nương kinh ngạc nhìn ra cửa bích liên y chịu trọng thương sắp chết ư nàng đã mấy ngày không gặp bích liên y nhưng vẫn nhớ rõ dáng vẻ của hắn một nam nhân tuấn lãng rắn giỏi thiên nghị trầm tĩnh mà dịu dàng nếu phải nói hắn có gì không tốt thì ấy là hắn không phải liễu nhãn bích liên y võ công cao cường cao hơn rất nhiều người trong bích lạc cung nhưng hắn đã nói mình cúc cung tận tụy vì bích lạc cung thì sẽ cúc cung tận tụy vì bích lạc cung không hề nói quá bích liên y đương nhiên không tuấn mỹ bằng liễu nhãn đương nhiên cũng không có nét u sầu tựa như dù gặp chuyện gì cũng không vui nổi của liễu nhãn không có dáng vẻ tịch mịch tựa như thiếu mất điều gì hắn cũng không biết đàn không biết viết từ sao nhưng nhưng hắn làm sao có thể chết đi như vậy chứ nàng chạy ra cửa nhìn bóng lưng mấy người kia xa dần bích liên y sắp chết chuyện này là thật sao sao từ là thể văn phổ biến thời tống, bản chất từ là lời bài hát. Có khoảng vài trăm điệu nhạc phổ biến, mỗi khi văn nhân viết lời ca mới cho điệu nhạc gì sẽ gọi là bài từ theo điệu nhạc đó. Trong phòng bích liên y, phó chủ mai đã vận công chữa trị cho hắn hơn nửa canh giờ, văn nhân hách thì vô cùng sốt ruột. Nếu đổi lại là người khác liên tục vận chân lực cứu người như hắn, e rằng đã sớm cạn kiệt chân lực. Nhưng phó chủ Mai hiển nhiên cũng không nghĩ xem mình tiếp tục vận công đến khi nào sẽ chịu tổn thương, mà chỉ muốn dốc sức ép thứ chân lực tà môn kia ra khỏi ngực Bích Liên Y. Nhưng hắn vận chân lực bấy lâu cũng chỉ thấy lỗ âm ngực Bích Liên Y phập phồng, vết thương nám đen đặt cạnh da thịt hơi trắng tái, trông vô cùng đáng sợ, không thấy có vẻ gì là khá hơn. Văn Nhân hách cắm 12 cây ngân châm vào các đại huyệt khắp người Bích Liên Y, phối hợp với phó chủ Mai vận công chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản hơi nóng dữ dội trên ngực bích liên y không xâm nhập quá sâu vào khí huyết của hắn, nhất thời cũng không nghĩ ra cách gì mới. Tia nắng nhu hòa từ từ trách đi, ánh mặt trời mùa đông ấm áp vô cùng, chậm chậm chiếu vào phòng. Hơi thở của bích liên y cũng dần trở nên gấp gáp, dù phó chủ mai và văn nhân hách dốc hết sức lực, thì trung quy vẫn khó ngăn cản vết thương của hắn bắt đầu tệ dần đi một bóng người chậm chậm hắt vào phòng theo ánh nắng. Văn nhân hách xoay người lại, đứng trước cửa phòng chính là hồng cô nương. Trong lòng ông không ưa thiêu nữ một lòng trung thành với phong lưu điềm này, thấy nàng đứng ở cửa, ông hừ một tiếng nặng nề rồi xoay người bỏ đi. Bích liên y đã cắm xong ngân châm, có phó chủ mai ở đây, chắc nàng ta cũng không dám làm gì bích liên y. Phó chủ mai dù đang vận công, nhưng vẫn có thể mở mắt nói chuyện. Thấy hồng cô nương đứng ở cửa, hắn rất muốn mỉm cười với nàng, nhưng lại sợ nàng tự dưng nổi giận, thế nên muốn cười mà không dám cười, nhịn đến nỗi mặt mũi đỏ bừng. Hồng cô nương thấy vậy thích nở nụ cười rất nhạt, chậm chậm bước vào. Bích liên y từ từ mở mắt ra nhìn nàng, sau đó khép lại. Phó chủ mai cảm thấy chân khí trên ngực hắn hơi rối loạn rồi lập tức lắng xuống, trong lòng nhất thời cảm thấy bội phục không thể tả. Nếu đổi lại là hắn chịu trọng thương rất có thể không chữa được, thấy người mình yêu đến thăm, tâm tình chắc chắn sẽ vô cùng kích động. "Ngươi?" Hồng cô nương cúi xuống nhìn Bích Liên Y, giọng nàng nhẹ bẫng. "Sắp chết rồi sao? Khổ." Bích Liên Y mở mắt ra. "Phải." Hồng cô nương nhìn hắn không chớp, tựa như đang thăm dò xem hắn có nói điêu không. Nhìn một hồi, nàng thong thả nói, "Ngươi, nếu ngươi chết vì ta, có lẽ" Ta sẽ không đến thăm ngươi. Gió đêm lướt qua, nàng đưa tay lên vén tóc, dáng vẻ nhàn nhã vô cùng. Giống như nếu ta chết vì tôn chủ, hắn nhất định sẽ không đến thăm ta. Nhưng ta không ngờ ngươi, ngươi còn có thể liều mạng vì thứ khác. Phó chủ mai ngơ ngẩn môi nghe, dường như hắn hiểu được đôi chút, nhưng phần lớn là mù mờ, rất nghiêm túc phản biện lại. À, cô đang nhắc đến ai nhãn sao? Hắn không thích cô chết vì hắn đâu, hắn sẽ rất buồn đấy. Hồng cô nương phớt lờ hắn, vẫn bình thản nói. Đây chính là đàn ông sao? Ta sẽ không để Bích Lạc Cung chịu bất cứ tổn thương nào. Ánh mắt Bích Liên Y rất bình thản, tựa như không hề cảm thấy mình chịu trọng thương không có thuốc chữa, cũng không hề thấy đau đớn. Chỉ là như thế mà thôi. Chấm, trang gì mà hay hay thế cộng cộng trùng chui ẻn, VN cộng cộng. Hồng cô nương nhìn vết thương trước ngực hắn, dù bản thân chịu vết thương cỡ này cũng không sợ bích liên y đáp không sợ ngươi không sợ chết sao hồng cô nương khẽ hỏi cứ thế mà chết đi cả đời ngươi không có gì cả chỉ sống vì bích lạc cung ngươi không tiếc nuối sao bích liên y nhắm mắt lại giọng hắn nhẹ bẫng nhưng vẫn rất trầm thấp không tiếc hồng cô nương nhìn bích liên y đúng là ngay đến lông mi hắn cũng không hề dung ngươi ngươi đúng là một người rất kiên định giọng nàng khẽ run rẩy chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ hoài nghi hay sợ hãi, chưa bao giờ cảm thấy không cam lòng, chưa bao giờ suy tính thiệt hơn sao. Bích liên y yên lặng, phó chủ mai trợn mắt há mồm nghe nàng nói, chỉ cảm thấy đầu óc mình vốn đã không được thông minh, càng nghe hồng cô nương nói lại càng thêm hồ đồ. Ta không tin con người ta có thể kiên định đến thế. Nàng tiếp tục hạ giọng, chậm chậm nói. Ta nghi ngờ, nghi ngờ ngươi không muốn làm bất kỳ ai lo lắng. Bích liên y khẽ chấn động, Phó chủ Mai cảm thấy chân khí trong cơ thể hắn đang vận hành ổn định đột nhiên rối loạn. Hồng cô nương cao giọng nói: "Ta không tin người ta có thể sống không tiếc nuối, dù là người sắp chết hay đang sống khỏe, chỉ cần vẫn còn sống. Ta cảm thấy ngày nào cũng có tiếc nuối, luôn có chuyện chưa làm xong, luôn có đủ thứ hy vọng, luôn có kế hoạch và ý tưởng cho tương lai. Luôn có rất nhiều chuyện làm sai, rất nhiều chuyện thất bại, rất nhiều chuyện không còn hy vọng, nên không ngừng hối hận và tiếc nuối." giống như ngươi thích ta mà ta chẳng những không coi ngươi ra gì lại còn tổn thương bích lạc cung thần thánh bất khả xâm phạm của ngươi hết lần này đến lần khác ngươi nói ngươi không tiếc nuối sao ngươi nói ngươi không muốn thay đổi sao ngươi dám nói ngươi không hề mong đợi sao nàng ngừng lại một chút cho dù ngươi sắp chết chính vì ngươi sắp chết mới không chịu thừa nhận mình không cam lòng muốn che giấu nỗi tiếc nuối và như mình không cần ai phải lo lắng chính vì thế mới làm người ta cảm thấy giọng nàng trầm xuống một lát sau mới nói. Ngươi còn rất nhiều tiếc nuối, rất không cam lòng. Phó chủ Mai cố gắng giữ cho chân lực của Bích Liên Y không đi nhầm đường, trong chớp mắt nội tức của hắn rối loạn đến gần như không tìm ra manh mối. Khổ! Vết thương trên ngực Bích Liên Y lại càng cháy đen, Phó chủ Mai cảm thấy giọng nói của hắn còn bình tĩnh gấp trăm lần nội tức. Hồng cô nương, hãy về đi. Hắn bình tĩnh nói. Sắc trời không còn sớm nữa. Lần này nếu ngươi không chết, ta... Hồng cô nương vẫn không đi, chậm chậm nói. Ta, nghĩ thế này. Bích liên y nói. Cô nương hãy mau về đi, cô cản trở ta. Hồng cô nương ngắt lời hắn. Sau này ngươi đừng liều mạng vì bích lạc cung nữa, ta cũng không liều mạng vì tôn chủ nữa, có được không? Nàng khẽ hỏi. Có được không? Phó chủ mai trợn tròn hai mắt, hắn đã lờ mờ hiểu ra ý nàng. Bích liên y lộ ân ngực phập phồng, khí tức hơi rối loạn. Ta, Ta không hề muốn ngươi chết, ngươi biết không? Ngươi là người duy nhất thật lòng quan tâm đến ta suốt cuộc đời này. Hồng cô nương vẫn hạ giọng nói. Ta, ta muốn sau này đối xử tốt với ngươi một chút, cho nên. Đừng giả bộ như mình không cần ai phải lo lắng. Đừng tưởng làm vậy sẽ có người tin ngươi chết là xứng đáng. Làm vậy chỉ khiến người ta lo lắng hơn. Nàng bỗng dưng cười nhẹ. Đừng chết có được không? Hồng cô nương, cười é bích liên y cũng thấp thoáng nụ cười nhạt nhạt. Chẳng phải cô vẫn luôn quả cảm đã sớm quyết định hy sinh bản thân vì liễu nhãn, có thể chết vì hắn bất cứ lúc nào sao. Hồng cô nương xoay người bước ra ngoài. Phải, nhưng hôm nay ta đã bắt đầu hiểu ra, chết vì thứ gì đó, chưa chắc đã là một chuyện. Nàng bước ra cửa, thấp giọng nói. Một chuyện tốt đẹp. Phó chủ mai nhìn nàng bước đi đầu không ngoảnh lại. Tiểu bích, ta cảm thấy nàng thật sự không muốn chết vì ai nhãn nữa. Bích liên y nhắm mắt lại, ho khan vài tiếng. Người thu tay lại đi. Phó chủ Mai giật mình kinh hãi. Tại sao? Bích liên y trầm trầm đáp. Đã vận công một canh giờ rồi, nếu còn tiếp tục ngươi sẽ tiêu hao nội lực, tổn thương nguyên khí nặng nề. Nếu chu nhan quay lại, khô khổ. Sắc mặt hắn ngày càng tái nhợt. Bích lạc cung sẽ lâm nguy, ta sẽ không buông tay. Phó chủ Mai thở dài. Dù sao bây giờ chu nhan cũng chưa quay lại, nếu cũng chỉ là nếu, nếu tức là chưa xảy ra. Ngươi bị thương rất nặng, ta làm sao nỡ buông tay. Hắn không suy nghĩ chu đáo được như Bích Liên Y, cũng không có rượu kế đẩy lùi kẻ địch, nhưng muốn hắn buông tay nhìn Bích Liên Y chết là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Khổ khổ. Bích Liên Y bỗng ho khan kịch liệt. Ta, đừng giả bộ như mình không cần ai phải lo lắng. Phó chủ Mai cố gắng chỉnh cho giọng nói có phần non nớt của hắn trở nên nhu hòa hơn. Hồng cô nương nói không sai, nàng lo cho ngươi, ta cũng lo cho ngươi, mọi người đều rất lo cho ngươi như bây giờ rất tốt ta cảm thấy nàng đã thay đổi một chút rồi sau này có thể sẽ thật sự tốt với ngươi hơn ngươi không mong chờ sao ta bích liên y chợt mở miệng ộc ra một ngụm máu lớn nhưng ta trong nháy mắt máu nghẹn trong ngực hắn đột ngột trào ra chân khí thông suốt không còn trở ngại vết thương tạm thời ngưng chảy máu phó chủ mai buông tay bích liên y ho khù khụ không ngừng liên tục nôn ra mấy ngụm máu nữa máu kia nôn ra ngoài nóng rực như lửa, bắn lên chăn nệm trên giường, nóng đến co lại thành cụm. Khổ khổ khổ, Bích Liên Y gần như không thở nổi, luồng chân khí nóng bỏng tựa hồ có thể thiêu đốt máu thịt thành than kia vừa phun ra, trong lỗ âm ngực dường như tràn đầy máu tươi, không tài nào hít được không khí. Này, Tiểu Bích Phó chủ Mai thấy hắn nôn ra ngụm máu kỳ quặc kia liền biết hai lá phổi và khí quản của hắn nhất định đã bị bỏng, luống cuốn đỡ hắn ngồi dậy. Cũng may 12 cây ngân châm của văn nhân hách đã phát huy tác dụng, hắn tĩnh tọa dây lát, máu cũng dần dần ngưng chảy. Bích Liên Y hít thở vô cùng yếu ớt, không nói được câu nào. Tiểu Bích được cứu rồi, Phó chủ Mai đặt hắn dựa vào tường nhắm mắt dưỡng thần, thận trọng leo xuống giường, chỉ sợ chạm phải dẫu chỉ là một sợi tóc của Bích Liên Y. Mọi chuyện sẽ dần dần tốt hơn, tình cảm của Tiểu Bích đối với Hồng cô nương tương lai của bích lạc cung, tương lai giang hồ, tương lai a lệ, hắn vò vò đầu, mình luôn tin tưởng chuyện gì cũng sẽ tốt hơn, mà thật ra không phải chuyện gì cũng tốt hơn được. nhưng mặc kệ sau này có thật sự tốt hơn không, lòng hắn vẫn ôm ấp mong chờ. nhật ái cư, sau khi bích liên y trọng thương, huyền úc nguyệt đán đợi trong phòng hắn một lát rồi nhanh chóng về phòng mình, thiết tính theo hầu phía sau thấy hắn tự lần mò lấy ra một bộ quần áo, vài lượng bạc, mấy bình thuốc, gói lại thành một bọc. Chu Nhan vừa mới xông vào cung nên thiết tĩnh cực kỳ cẩn thận, thấy hắn gói đồ thành một bọc thì thất thanh hỏi. Cung chủ muốn ra ngoài sao? Huyền Úc Nguyệt đán mỉm cười. Ta muốn ra ngoài mấy ngày. Thiết tĩnh nhíu mày. Ta đi báo cho Diêm Nhi, cung chủ muốn đi đâu? Lần này ra ngoài, ta không mang theo bất kỳ ai uyển úc nguyệt đán nhắc cái bọc hắn vừa gói lên sửa sang lại quần áo của mình cũng không nói trước được bao giờ trở lại trước khi ta về thì việc trong cung giao cho bích đại ca chủ trì xử lý nếu bích đại ca bị thương không khỏe trong người ngươi và diêm nhi có thể hỏi ý kiến tất trưởng lão rồi hỏi thêm văn nhân trưởng lão nữa thiết tĩnh giật mình kinh hãi cung chủ không mang theo ai ư vậy làm sao mà được người trong cung từ trên xuống dưới không ai yên tâm cho cung chủ ra ngoài như vậy đâu xin hãy cho Thiết Tĩnh và Diêm Nhi đi cùng. Huyền Úc Nguyệt Đán xoay người lại, vẫy tay với Thiết Tĩnh. Thiết Tĩnh ân cần bước lại. Cung chủ có gì căn dặn? Chợt cảm thấy bên eo tê dần, tay phải Huyền Úc Nguyệt Đán buông ra khỏi phần eo. Thiết Tĩnh hoảng sợ ngã gục xuống. Cung chủ dùng kỳ lân thứ trên thắt lưng đánh ngã hắn. Vì sao chứ? Chỉ thấy Huyền Úc Nguyệt Đán nở nụ cười ái náy mà ôn nhu hai tay dốc sức kéo thiết tĩnh đến bên cạnh giường mình hắn vốn định bế thiết tĩnh lên giường nằm nhưng tay không đủ sức cuối cùng không bê nổi chỉ đành cho thiết tĩnh nằm dưới đất hắn mang chăn gấm trên giường đắp lên người lại lấy cả gối ngọc kê xuống dưới đầu thiết tĩnh tỉ mỉ sắp xếp cho toàn thân thiết tĩnh dễ chịu thoải mái rồi mới đứng lên thiết tĩnh nhìn hắn sửa sang lại chăn gấm trong lòng ngày càng kinh hãi huyền úc nguyệt đán chuẩn bị kỹ như thế vậy là thật sự muốn bỏ đi một mình. Nhưng hai mắt hắn đã mờ, có một mình làm sao đi được. Mà biết đi đâu chứ, đang nghi ngờ lo lắng, ngoài cửa chợt có cơn gió nhẹ thổi vào mang theo hơi nóng quen thuộc. Hắn thấy một bóng người in lên vách tường, kẻ này thân hình cao lớn, mái tóc xóa tung, gió nhẹ thổi qua tựa hồ mang theo mùi máu tanh thoang thoảng. Lẽ nào là, thiết tĩnh thấy bóng người kia thiếu mất cánh tay phải trong lòng kinh hãi đến không thốt nên lời, lẽ nào là. Cuồng lan vô hạnh, không thể nào, hắn vừa mới bỏ đi trong tình trạng tả tơi, hắn vừa bị thương nặng, hắn vừa bị phó chủ mai chém đứt một cánh tay, làm sao có thể đột một quay về. Có người dũng mãnh đến thế sao? Đến nhanh ghê. Huyền Úc Nguyệt đán lên tiếng, so với ngọn gió nóng từ ngoài cửa thổi vào, giọng hắn yếu ớt ngu hòa mang theo chút vui tươi hớn hở như một đứa trẻ đoán trúng câu đố đèn. Dũng phu đủ sức múa trường kiếm tám thước và cây kích dài hơn một trượng, hẳn sẽ không biết khó mà lui, phải càng đánh càng hăng mới đúng. Ta đoán tiên sinh chắc chắn sẽ quay lại, nhưng không ngờ lại nhanh thế. Giọng Chu Nhan không hề có vẻ mệt mỏi sau khi trọng thương, tựa như hắn chưa bao giờ có cánh tay phải kia vậy. Người thu xếp hành lý gọn gàng, là tự tin ta sẽ không giết ngươi sao? khóe mắt huyền úc nguyệt đán khẽ cong lên, đôi mắt đen trắng rõ ràng mở lớn, có vẻ nghiêm túc. Ta vẫn luôn tự tin vô cùng. Miệng vết đứt trên cánh tay phải Chu Nhan đã bôi thuốc băng bó, băng sạch sẽ gọn gàng, không biết hắn đã làm thế nào khi chỉ còn một cánh tay trái. Tay trái hắn chống một cây gậy trúc, tuy là một cây gậy trúc, nhưng cầm trên tay hắn lại chẳng khác gì trường kích. Giết người, ta không cần phí sức. Biết là cung không thù không oán với tiên sinh. Tiên sinh muốn giết ta phải có lý do gì chứ?" Huyền Úc Nguyệt Đán đeo cái bọc hơi lộn xộn kia, nhìn như một thiếu niên ôn nhu sạch sẽ yếu ớt. "Tiên sinh có tâm nguyện nào đó không thể hoàn thành, rồi có người hứa hẹn với ngươi sao?" Hắn ôn nhu nói. "Giết ta, dù tiên sinh Dũng Mãnh Tuyệt Luân thì nhất định cũng sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái. Nếu tiên sinh tin tưởng năng lực của Huyền Úc Nguyệt Đán, thì liệu có thể nói cho ta biết kẻ kia hứa hẹn với ngươi điều gì không?" có thứ gì nhất định phải dùng đầu ta để đổi, mà không còn đường nào khác. Hắn nhìn sang Chu Nhan, thần thái hết sức ôn hòa. Bích Lạc Cung chưa bao giờ muốn làm hại tiên sinh. Chu Nhan ánh mắt lưu truyền, nếu mắt biển Úc Nguyệt Đán không mờ sẽ thấy ánh mắt kia vô cùng dữ dội, tràn đầy khí thế tàn nhẫn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Ánh mắt như yêu ma kia nhìn chằm chằm rất lâu, hắn mới chầm chầm đáp. Ta muốn tìm một người. Huyền Úc Nguyệt Đán chậm chậm lấy từ trong ngực ra một cuộn tranh, dơ lên. Tiên sinh muốn tìm vị cô nương này sao? Chủ nhàn liếc nhìn qua, trong phút chốc cây gậy trúc trên tay trái hắn nổ tung, lóng trúc bị đốt thành cho bụi. Hắn gằn từng chữ âm trầm hỏi. Bức họa này ngươi tìm thấy ở đâu? Đúng lúc này, một người cất giọng không cao không thấp, không nhanh không chậm. Bức họa này là của ta. Huyền Úc Nguyệt Đán mỉm cười, một người lướt xuống từ xà nhà. Tướng Mạo Tuấn Mỹ, trên mặt có một vết sẹo cho người ta ấn tượng sâu sắc, chính là Thẩm Lang hồn đang hóa thân làm Phan Nhược An. Thì ra sáng sớm hôm nay Thẩm Lang hồn vừa chạy đến Bích Lạc cung, nói qua về hoàn cảnh khó khăn của Đường Lệ Từ, cũng đưa bức tranh mà Đường Lệ Từ lấy được ở Vọng Đình Sơn Trang cho Huyền Úc Nguyệt Đán. Bức tranh kia rất giống Tây Phương Đào, được treo ở căn cứ bí mật của Phong Lưu Điềm mà thờ cúng, nhất định là người có vai trò quan trọng hơn nữa rất có thể đã bệnh nặng hoặc qua đời. Đường lệ từ mong uyển úc nguyệt đán điều tra xem người trong tranh rốt cuộc là ai. nếu cô gái trong tranh đã qua đời thì quan tài băng thất lạc của phương chu không chừng đã bị tây phương đào lấy đi cho nàng dùng. nàng chắc chắn có liên quan đến bí mật lớn lao trong phong lưu điềm. uyển úc nguyệt đán hiển nhiên không thấy dung mạo của cô gái trong tranh nhưng hắn đã nghe Mai Hoa dịch số kể tường tận cuồng lan vô hạnh và Ngọc Không Hầu lấy tên giả Tây Phương Đào đều có tình cảm với biểu muội tiết đào của Ngọc Không Hầu. Nếu cô gái trong bức tranh kia trông rất giống. Tây Phương Đào, nàng không phải tiết đào thì còn là ai được chứ? Mà cuồng lan vô hạnh võ công cao cường như thế, trên đời ngoài chữ tình ra còn thứ gì có thể khiến hắn đi vào nơi nước sôi lửa bỏng, thậm chí vứt bỏ ân nghĩa không thèm bận tâm. Vừa rồi cuồng lan vô hạnh đột ngột tìm tới, nếu hắn không mang bức tranh này theo người thì giờ đây đã xong đời từ lâu rồi quả nhiên bức họa vừa lấy ra khí thế của cuồng lan vô hạnh lập tức thay đổi thẩm lang hồn hiện thân đúng lúc huyền úc nguyệt đán càng thêm bình tĩnh mỉm cười hỏi vị cô nương này là tiết đào ư Chu nhà nhìn bức họa kia không chớp mắt dung mạo người trong tranh gần như đúc cùng một khuôn với tây phương đào nhưng trong mắt hắn hiển nhiên là khác một trời một vực nàng ở đâu tia sáng lấp lánh trong mắt chu nhan ngày càng rực rỡ ác liệt kinh người nói thẩm lang hồn bình tĩnh đáp bức họa này là của ta chu nhan bỗng ngước mắt nhìn hắn thẩm lang hồn bình thản nói ta và đường lệ từ đường công tử tìm ra bức họa này ở vọng đình sơn trang vọng đình sơn trang là căn cứ bí mật của phong lưu điểm nếu tranh đã ở đó ta nghĩ chắc người cũng ở đó luôn hắn không nói người trong tranh trông rất kỳ quái dường như không phải người sống nếp nhăn nơi khóe mắt huyền úc nguyệt đán hơi giãn ra trông vô cùng sảng khoái ngọc không hầu hắn vừa nhắc đến ngọc không hầu sát khí trên người chu nhan bỗng dày đặc hơn rất nhiều huyền úc nguyệt đán vờ như không biết tiếp tục nói cũng có tình với tiết cô nương với tính cách của hắn cho dù hôm nay ngươi lấy đầu ta trở về liệu hắn có thật sự trả lại tiết cô nương cho ngươi không đôi mắt hắn lấp lánh thấp thoáng vẻ thê lương nhưng khóe mắt vẫn mỉm cười. Nói cách khác, hắn sẽ trả lại cho ngươi một tiết cô nương như thế nào? Chu Nhan chắp tay sau lưng, lặng lặng trầm tư, hắn vũ dũng tuyệt luân, nhưng cũng không phải mãng phu. Ngọc không hầu âm độc tàn nhẫn, nếu không có được tuyệt đối không dễ dàng buông tay. Ngươi nói, hắn sẽ trả lại cho cho ta một thi thể. Hắn trầm trầm hỏi. Hắn dám à? Huyền Úc Nguyệt đán hỏi ngược lại. Hắn lẽ nào không dám? Chu Nhan bật cười, ý ngươi là muốn ta đến Vọng Đình Sơn Trang tìm người, mà không chờ Ngọc Không Hầu giao người ra, tránh cho hắn nổi điên nổi khùng giết Tiết Đào. Hừ, ngươi tưởng ta không biết ý ngươi sao? Ngươi và hắn đều muốn dỡ tung Vọng Đình Sơn Trang, chẳng qua các ngươi không đủ sức. Không sai, Uyển Úc Nguyệt đán khẽ mỉm cười, thản nhiên thừa nhận. Ta mong tiên sinh có thể san Vọng Đình Sơn Trang thành bình địa. Ngươi muốn cứu Tiết Đào cô nương, ta cũng có người muốn cứu. Ngươi muốn giết Ngọc Không Hầu, ta cũng muốn giết Ngọc Không Hầu, chỉ vậy thôi. Hắn thong thả nói. Ta không muốn thấy một thi thể trong vọng đình Sơn Trang, cũng không muốn tiên sinh thấy một thi thể khác trong vọng đình Sơn Trang. Chúng ta võ công chưa đủ mạnh, không thể làm gì vọng đình Sơn Trang, nhưng tiên sinh muốn tìm tung tích tiết cô nương chẳng lẽ không cần chúng ta giúp đỡ. Nếu chuyến này không cứu được tiết cô nương thì mạng uyển úc nguyệt đán nằm trong tay tiên sinh, muốn giết người muốn lóc thịt tùy ý tiên sinh. Chùa nhan bỗng phất tay áo, đanh giọng đáp. Được. Hắn không quan tâm mình hợp tác với ai, đối thoại cùng ai. Dùng cách nào cũng được, chỉ cần giúp hắn nhanh chóng gặp lại tiết đào. Hắn phải gặp tiết đào, hắn có một câu nói muốn nói với nàng. Thẩm lang hồn liếc nhìn Uyển úc nguyệt đán. Hắn đến Bích Lạc Cung để cầu viên. Chỉ mong Bích Lạc Cung có thể phái nhiều đệ tử đến chấn thừa phong cứu người. Ai ngờ Uyển úc nguyệt đán lại đích thân lên đường không mang theo một binh một tốt hắn càng không ngờ bích lạc cung trải qua kiếp nạn cuồng lan vô hạnh uyển úc nguyệt đán lại dám lấy mạng mình ra đặt cược cầu thắng trong hiểm cảnh vị thiếu niên cung chủ này ôn nhu yếu ớt đứng trước mặt cuồng lan vô hạnh giống như một con thỏ trắng nhưng nói càng nhiều hắn lại càng không cảm thấy uyển úc nguyệt đán yếu đuối trái lại còn có một luồng khí chất vương giả toát ra trong từng cử chỉ của người này Hắn chỉ thấy trí và dũng của huyền Úc Nguyệt Đán, mà không biết thật ra huyền Úc Nguyệt Đán quyết định bảo hộ lột ra không chỉ vì hắn không muốn để người của Bích Lạc Cung đến chấn thừa phong mạo hiểm, cũng không hoàn toàn vì muốn giành lại một tia hy vọng sống từ tay Chu Nhan, mà vì hắn thật lòng mong mình đi vọng đỉnh Sơn Trang một chuyến có thể giúp được cuồng lan vô hạnh. Huyền Úc Nguyệt Đán là tình thánh, mà cuồng lan vô hạnh là tình điên. Cố chấp với tình cảm là chuyện tốt đẹp nhưng cố chấp cùng cực cố chấp đến nỗi bị người ta lợi dụng cũng chẳng quan tâm cuối cùng vẫn không có được kết quả mình mong muốn đó là chuyện vô cùng bi ai văn nhân noãn đã chết hắn mong tiết đào chưa chết cho dù tiết đào đã chết hắn cũng không muốn cuồng lan vô hạnh sau khi dẫm đạp lên đạo nghĩa và danh vọng lại thấy thi thể tiết đào trong tay tây phương đào Tỉnh thánh đối với tỉnh điên luôn có một phần đồng cảm đêm tối mịt mùng Ngoài cửa vọng đình sơn trang đèn đuốc treo cao, 20 người bịt mặt mặc áo đen thiêu hoa đứng thành một hàng. Những thân cây trong khu rừng gần cửa sơn trang treo đầy người, cửa sơn trang cũng dựng lên hai cọc gỗ, bên trên treo một đứa trẻ và một ông già. Hai người đều bị trói chặt tứ chi nhưng không bịt miệng, đứa trẻ khóc đến rát cổ bỏng họng, ông lão khàn khàn R3N gì yếu ớt. Trong rừng cây cách đó không xa, người thân của họ cũng đang than khóc đứt ruột đứt gan. Tiếng khóc bi thương tuy vang vọng, nhưng trong đêm đen yên tĩnh lại trở nên mỏng manh yếu ớt, cô độc lạ thương. Phủ Thúy bưng một đĩa chân giò hầm, ngồi cách cây cọc gỗ không xa đánh chén ngon lành. Bạch Tố Sa đứng bên cạnh gã, nàng không nhìn Phủ Thúy ăn, cũng không xem hai người treo trên cọc gỗ. Ánh mắt nàng bình tĩnh nhìn bóng đêm mịt mờ đằng xa, cứ như đang chờ đợi điều gì đêm đã trôi qua quá nửa mấy người đường lệ từ vẫn chưa xuất hiện bạch tố xa quan sát cẩn thận trong đêm tối vô biên vô tận dường như cả giang hồ cả thiên hạ này chỉ còn lại một góc được ánh lửa soi sáng chỉ còn hai ba chục người bên cạnh những công nghĩa chính đạo thiện ác thương sinh đều tan biến trong màn đêm nàng nhìn vào bóng tối đăm đăm không chớp mắt mỗi buổi đêm đều tối tăm như vậy mỗi buổi đêm nàng đều khao khát nhìn thấy gương mặt mình muốn gặp mong nó có thể cho mình dũng khí bước tiếp. Nhưng dù nàng khao khát đến đâu, trước cửa sổ vẫn không có gì xuất hiện, thậm chí những hoan hồn bỏ mạng dưới tay nàng cũng không đến tìm nàng đòi mạng. Chỉ vân chết rồi, nàng cảm thấy bi ai hơn mình tưởng. Nàng chưa bao giờ định gả cho Trì Vân, về chuyện này nàng không hề áy náy. Nhưng nàng cũng chưa từng đối xử tốt với Trì Vân, về chuyện này. Nàng cảm thấy vô cùng bi ai nếu hai người không quen biết nhau trong hoàn cảnh ấy, nếu chưa từng có loạn phong lưu điềm, nếu chưa từng có đường lệ từ, nếu nàng không bị cha mẹ hứa hôn cho chỉ vân, có lẽ, có lẽ, mọi chuyện sẽ không rơi vào kết cục này. Bóng đêm nồng đậm, giống như có thể nuốt chừng mọi thứ. Dù cây đuốc cháy rất đượm, nhưng món tay vẫn lạnh băng. Ờ, ta thấy không đến đâu, chém. Phủ Thúy gặm được một nửa cái chân giò hầm, trông có vẻ hài lòng vất tay không thèm để tâm. chém hai tên áo đen rút bội kiếm đánh xoẹt một tiếng, chém vào cổ hai người bị trói trên cọc gỗ. trường kiếm vốn là vật nhẹ nhàng linh hoạt, hai tên đó chém như trường đao, kể ra cũng oai phong mạnh mẽ. khoan đã. xa xa trong rừng cây có người lên tiếng, thanh âm hơi yếu ớt, nhưng ngữ điệu rất điềm tĩnh. thả người. y chỉ nói bốn chữ. Phủ Thúy đã lập tức nhả cái chân giò đang ngậm trong mồm ra đờ ỉa. Hơ, đường lệ tứ, má nó chứ, người còn chưa chết thật à. Trong rừng cây có một người chậm rãi bước ra, sau lưng y rất nhiều già trẻ trai gái vội vàng chạy trốn, họ vừa mới được người này cứu từ trên cây xuống. Bạch tố xa trầm chậm chớp mắt, nàng vẫn luôn nhìn về một hướng, ánh mắt gần như không hề thay đổi, cứ nhìn đăm đăm vào người vừa tới, dường như trong mắt không hề có tình cảm. Đường lệ từ mặc một bộ TSM màu hồng, đây là áo do A Thùy dùng chăn của gia đình nông dân kia sửa lại giúp Y. Áo rất vừa người, chỉ hơi đơn giản so với quần áo ngày xưa của Y. Dưới ánh lửa màu cam, sắc mặt Y trở nên tái nhật khác thường, bước chân loạn choạng, cứ viện tay lên gốc đại thụ bên cạnh. Trong mắt bạch tố xa hơi co lại, cho dù đã rơi vào tình cảnh này, Y cũng kiên trì phải đi cứu người sao. Phủ Thúy bật cười ha hà chỉ vào cọc gỗ. Chém ngay lập tức cho ta. Hai mươi tên áo đen không đợi gã dặn dò đã vây kín xung quanh đường lệ từ. Hai tên cầm trường kiếm vung càng mạnh hơn, một lần nữa nhắm vào cổ hai người bị trói trên cọc gỗ. Kiếm đi được nửa đường thì nghe hai tiếng keng keng, lập tức đứt lìa. Phủ thúy nhảy dựng lên. Xem ra nhát đao của thẩm lang hồn đâm lên người ngươi đúng là không đủ sâu. Đường lệ từ tay vẫn vịn đại thủ, thứ vừa đánh gãy trường kiếm là hai viên minh châu. Lúc này Minh Châu rơi xuống đất, vẫn hoàn hảo không tì vết, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh lửa. Phủ Thúy thì hì hì đứng trước cọc gỗ. Ái đây à, viên châu này chí ít cũng đáng giá trăm lượng bạc, vẫn đường công tử ném ra quả nhiên không tầm thường. Không biết vàng bạc châu báu chất thành núi trong vạn khiếu trai đêm nay có cứu được mạng đường công tử hay không? Sắc mặt đường lệ từ trắng tái, Bạch Tố Sa đã gặp y mấy lần mà chưa từng thấy y tái nhợt như thế chỉ thấy liếc nhìn hai người trói trên cọc gỗ nói thả người nực cười phủ thúy khẽ vung tay một binh khí hình thù kỳ lạ giống roi mà không phải roi giống kiếm mà không phải kiếm bay ra trên binh khí kia chi chít gai ngược mềm hơn nhuyễn kiếm nhưng không co duỗi tự nhiên như trường tiên hôm nay không giết được ngươi ta sẽ đổi tên thành tiểu thúy đường lệ từ đưa tay đè lên bụng tinh thần không tốt lắm lạnh nhạt nhìn phủ thúy. Người có biết, ta giết vi bi ngâm chỉ dùng một chiêu không? Phủ thúy hơi biến sắc. Hờ, ừ, ngươi làm sao biết ta không thể giết vi bi ngâm bằng một chiêu? Tố tố lút ra, đêm nay một mình ta đấu với đường công tử. Bạch tố xa vốn đã rút đao ra khỏi vỏ, nghe vậy thì hơi cúi người lui xuống. Một người. Đường lệ từ thở ra một hơi. Không ân hận chứ. Phủ thúy vung binh khí, nó quân lấy y như một con rắn ngũ thúy khai sơn năm ngón tay phải đường lệ từ khẽ xòe ra mọi người chỉ thấy bóng mấy chục bàn tay lướt qua không trung ba tiếng bốp 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 liên tục vang lên binh khí hình thù kỳ lạ mọc đầy gai ngược của phủ thúy đã rơi vào tay đường lệ từ trên người gã trúng ba trường miệng trào ra máu tươi đường lệ từ khẽ giật tay binh khí kỳ quặc kia thoát khỏi tay phủ thúy y cầm binh khí kia giống như cầm một con rắn bạc ánh mắt buồn chán vô vị bình thản nói hạng người như ngươi hoàn toàn là phế vật dư khớp phượng lâm song song vi bi ngâm cộng thêm một cao thủ võ đang không biết tên bốn người còn chẳng làm gì được ta ngươi tưởng phủ thúy nhà ngươi cao minh hơn bốn người kia nhiều lắm hay sao ta chỉ hơi váng đầu vẫn chưa đến nước xa cơ lỡ vận đâu Phủ thúy nổi giận đùng đùng chờ mình đứng lên chết tiệt gã đưa tay vào ngực áo rút ra một thanh đoàn đao dấn thân lao lên. Vóc người gã mập mạp, thế mà thanh đoạn đao kia đâm lên chém xuống lại vô cùng linh hoạt. Đường lệ từ lại phất tay phải một cái, bóng trường với nhiều hình dạng khác nhau lướt qua không trung thanh đoạn đao kia nháy mắt đã rơi vào tay đường lệ từ. Phủ thúy ngẩn ngơ, còn chưa kịp phản ứng thì một làn gió đêm lạnh lẽo đã thổi qua mặt. Đường lệ từ lướt qua trước mặt gã, điểm trúng huyệt đạo hai tên đao phủ kia, đoạt được một thanh trường kiếm trong nháy mắt quang hoa lóe lên, máu tươi bắn tung tóe, hai mươi tên áo đen kêu gào thảm thiết rồi ngã gục, rất nhiều kẻ thương vong. Bạch Tố Sa vừa rút đao ra, Đường Lệ từ đã đặt tay lên sống đao của nàng. "Đừng để ta nhắc đến lần thứ ba, thả người." Bạch Tố Sa còn chưa đáp lời, mấy tên áo đen may mắn chưa bị thương đã vội vàng thả hai người trói trên cọc gỗ xuống. Hai người kia vừa đặt chân xuống đất, còn không kịp nói lời cảm ơn đường lệ từ đã dìu nhau chạy trối chết. Đúng là ta không dễ chịu cho lắm. Đường lệ từ hờ hững nhìn bạch tố xa. Nhưng còn chưa đến nỗi không phá hủy nổi vọng đình Sơn Trang. Muốn giết bất kỳ ai trong số các ngươi đều không phải chuyện khó với ta. Y nâng cánh tay lên, chống vào thân cây sau lưng bạch tố xa mà nhìn nàng. Sở dĩ các ngươi còn sống, là nhờ ta ban ơn. Thật nực cười, đường đường đông công chúa phủ thúy của phong lưu điểm, đường đường bạch y dịch sứ bạch tố xa lại không hiểu. Bạch tố xa hơi ngửa đầu ra sau, khi nói ra những lời này, ánh mắt đường lệ từ vô cùng tịch mịch. Người nói mang sức mạnh tuyệt đối, nhưng cái mạnh này tràn đầy trống rỗng, cứ như không có bất cứ nơi nào để dừng chân. Nàng lạnh nhạt nói. Tính mạng hai thôn dân kia trong mắt đường công tử khác nào con sâu cái kiến. Nếu ngươi không đến để giết người, thì lẽ nào thật sự đến cứu người sao? Mạng người, chẳng đáng là gì, ta từng giết rất nhiều người. Khóe mắt đường lệ từ khẽ cong lên, y lại mỉm cười. Ta chưa bao giờ thích bị người uy hiếp. Món tay trắng ngần của y chỉ vào rừng cây, sau đó từ từ chỉ vào bóng tối sau lưng bạch tố xa. mà người cũng vậy, loài sâu kiến cũng thế, đều phải để ta ban ơn ban phước, vì thế mà cảm kích ta ủng hộ ta. Sống, là nhờ ta ban ơn mới sống, muốn chết cũng phải nhờ ta cho phép mới được chết." Y dịu dàng nói, "Ta không cho phép các ngươi tàn sát người già yếu bệnh tật, nghe hiểu không?" Bạch Tố Sa bình thản nhìn y, trong mắt phảng phất có ánh hào quang rực rỡ lóe lên, lại giống như từ đầu đến chân nàng đều lãnh đạm như cũ. "Nghe hiểu." Đường Lệ từ mỉm cười, "Rất tốt." Tay y chậm rãi buông thanh đao của Bạch Tố Sa, "Lần sau để cho ta nhìn thấy chuyện giống như hôm nay, ta gặp ai giết nấy, không tha cái mạng chó nào." Bạch Tố Sa thu đao về, ánh mắt phủ thúy vừa kinh ngạc lại không cam lòng, không sao hiểu nổi một người lẽ nào thật sự có thể toàn trí toàn năng đến mức này sao? Đường lệ từ quay đầu, hờ hững nhìn phủ thúy. Người muốn chết phải không? Phủ thúy nhổ ra một ngụm máu. Lão tử liều mạng với ngươi. Gã lại nhảy lên một lần nữa, ba đao 33 thức lao về phía đường lệ từ, đường lệ từ phất tay áo, phủ thúy bay lên khỏi mặt đất đánh. Đùng một tiếng, lưng đụng vào một gốc đại thụ, máu tươi phun ảo ảo. Bạch Tố xa thấy tình thế không ổn, bèn quát một tiếng. Rút lui. Rồi gấp rút lui về vọng đình Sơn Trang cùng với những thủ hạ còn sót lại. Cửa Sơn Trang đóng chặt, tựa như lớp ván mỏng manh kia thật sự ngăn được hung thần ngoài cửa. Phủ Thúy không ngừng hộp máu. Ngươi, thật sự, khổ khổ khổ. Đường lệ từ buông ống tay áo, thản nhiên nhìn cánh cửa vọng đình Sơn Trang đóng chặt, ánh mắt lạnh lẽo tràn đầy sát khí, nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích. Phủ thúy vừa hộp máu vừa cười. Ha ha, khổ khổ khổ, với bản lãnh của ngươi, xông vào giết đến không còn manh giáp chẳng phải chuyện khó khăn gì, cớ sao ngươi không vào? Ngươi hoảng rồi à, ha ha ha, ngươi sợ vọng đình sơn trang là đầm rồng hang hổ, hàng người gì cũng có, ngươi sợ. Chợt nghe một tiếng, bộp, vang rền, tiếng cười của phủ thúy tắt lịm, há mồm lè lưỡi thành một gương mặt cười quỷ dị. Một thanh trường kiếm từ sau lưng đường lệ từ bắn tới, xuyên qua ngực gã rồi ghim vào gốc đại thụ sau lưng. Máu tươi văng lên, rơi xuống đất như bọt nước trở về biển cả, máu phủ thúy đã sớm chảy thành vũng trước mặt gã. Khi gã cất tiếng cười quái dị, đường lệ từ khẽ nhấc chân phải, gót chân chạm vào chuôi một thanh trường kiếm, cơ thế giết phủ thúy. Y thậm chí còn không thèm ngoảnh lại xông vào ư? Đường lệ từ nhìn vọng đình sơn trang bằng ánh mắt lạnh lẽo mà tràn đầy sát khí, lẳng lặng đứng yên. Đường công tử. Có giọng nữ truyền ra từ trong rừng. Ngươi. Giọng nàng bỗng im bặt, đường lệ từ hơi nghiêng người đi, khóe mắt nhìn thấy cô gái đứng trong rừng cây là A Thùy. Dưới đất la liệt máu tươi và thi thể. A Thủy hoang mang nhìn đường lệ từ, y đứng giữa máu tươi và thi thể, Quay đầu lại nhìn nàng bằng ánh mắt giống như yêu vật mất đi linh hồn. Nếu không kiềm chế nổi thì đã lao lên tàn sát cả thiên hạ rồi. "Ngươi có sao không?" Nàng khẽ hỏi, có lẽ nàng không hỏi sẽ tốt hơn một chút, nhưng nàng luôn là một con rối gỗ, lúc nào cần làm cái gì thì làm cái đó. Cho nên nàng hỏi như một con rối, cũng không hề mong sẽ nhận được câu trả lời. "Cô đến đây làm gì?" Đường Lệ từ dịu dàng hỏi giọng y yêu nhã êm tai, êm ái như lụa, nghe vô cùng hoa lệ. Ta đến tìm ngươi. Nàng thẫn thờ đáp. Ngươi còn chưa khỏe hẳn, hôm nay vẫn chưa ăn gì đã xông đến nơi này một mình, mọi người đều rất lo lắng. Đường lệ từ không trả lời, y không trả lời là chuyện rất hiển nhiên. Đường công tử ấy à, dù là đường công tử mỉm cười, đường công tử ôn nhu, đường công tử tỉnh táo hay đường công tử điên loạn thì y vĩnh viễn cao cao tại thượng như thế. Người đời trong mắt y phần nhiều chỉ như con sâu cái kiến, y muốn cứu thì cứu, muốn giết thì giết. Cũng như người ngoài có lòng quan tâm, y thích để ý thì để ý, thích phớt lờ thì phớt lờ vậy. A à Thủy bất chi bất giác thở dài, Ngọc Đoàn Nhi đứng trong rừng ló đầu ra. Này, ngươi còn chưa chết hả? Sao lại giết nhiều người như thế? Lâm Bồ đứng bên cạnh Ngọc Đoàn Nhi, ánh mắt cũng rất quan tâm. Các ngươi đến làm gì? Đường lệ từ chậm rãi nói. Nơi này rất nguy hiểm. Ngọc Đoàn Nhi lườm y. Đúng, nơi này rất nguy hiểm. Vậy mà ngươi âm thầm lén lút chạy đến đây, hại mọi người đi tìm khắp nơi. Nếu ngươi không bị thương ta đã mặc xác ngươi rồi. Quái nhân lộn xộn, mới nằm trên giường không bỏ dậy nổi, thoát cái đã chạy đến đây giết người. Quái vật, đại quái vật. Nàng lẻ lưỡi với đường lệ từ, mắt trợn to, trên mặt viết rõ chữa chê. Đường lệ từ nhìn nàng rất lâu, bỗng dưng bật cười. À! Ngọc đoàn nhi hỏi. Cười cái gì? Có gì buồn cười? Đường lệ từ đưa tay lên vén mái tóc dài bị gió lạnh thổi bay. Đã rất lâu, ta không nghe ai nói vậy rồi. A à Thùy nhìn y khó hiểu, y thong thả xoay người quay về. Đi thôi, trời lạnh lắm. Ngọc Đoàn Nhi và A Thùy đưa mắt nhìn nhau, người này luôn thích nói mấy câu làm người ta nghe mà chẳng hiểu. Đường lệ từ đi qua trước mặt A Thùy, đột ngột đưa tay ra nắm cổ tay nàng, dắt nàng quay về. A Thùy im lặng đi theo y, chiều theo cơn hứng của y, nghe lời y sắp đặt, đây là niềm vui của đường lệ từ, huống chi. Nếu nàng không chịu nghe lời, y sẽ có biểu hiện giống như muốn chết. Đã rất lâu không nghe ai mắng y là. Quái vật rồi thuở nhỏ vì không sợ bị thương nên y thường bị người ta gọi là quái vật chấm chỉ có một người không cảm thấy y là quái vật giúp y đánh nhau ở bên y một quãng thời gian rất dài rất dài đường lệ từ nắm cổ tay a thủy mỉm cười đi đằng trước tiểu nha đầu mắng y là quái vật bây giờ ở một mức độ nào đó rất giống người năm xưa kiên định không nghĩ y là quái vật bỗng dưng dường như tâm trạng đường lệ từ vui lên rất nhiều A Thùy cố gắng không nghĩ đến bàn tay y đang nắm cổ tay mình, nếu y đã đủ sức xông đến đây cứu người thì cớ sao không rời khỏi chấn Thừa Phong. Nơi này là căn cứ của Phong Lưu Điếm, vẫn luôn cực kỳ nguy hiểm mà. Đang hoang mang, chợt cảm thấy trên tay nặng nặng, Đường Lệ từ dựa vào vai nàng rồi cả người ngã gục xuống. "Đường?" A Thùy vội đỡ y lên, lại thấy hàng mi rủ xuống, hơi thở nhẹ tinh, không biết là ngủ gật hay ngất xỉu đi nữa, tóm lại là cả người ngã xuống ngọc đoàn nhi đưa tay ra ôm y y làm sao vậy a à, thùy lắc đầu không biết ngọc đoàn nhi sờ chán đường lệ từ ôi nóng bỏng tay a à, thùy cũng sờ thử từ nãy đến giờ vẫn sốt mái nôn ra bao nhiêu là nước hôm nay lại chưa ăn gì trời đông lạnh giá mặc áo mỏng chạy một quãng xa ôi nàng khẽ thở dài ngọc đoàn nhi nhắc đường lệ từ rào bước phía trước nhưng thật sự cứu rất nhiều người thôn dân chấn thừa phong không ai bị giết, mọi người đều trốn được. A à Thủy khẽ mỉm cười, đúng vậy, y luôn cứu rất nhiều người, mà mọi người luôn hoài nghi y, sợ hãi y, nói y là quái vật, bao gồm cả mình. Đưa đường lệ từ vào nhà, cơn sốt của y trong thời gian ngắn chưa thể lui được. A à Thủy nấu cơm xong, mọi người đều ăn một chút, còn đun thêm ít cháo, một nửa cho phụng phụng uống, một nửa chờ đường lệ từ tỉnh lại. Nếu những người xấu tê tê Long Vọng Đình Sơn Trang biết y lại ngất thì nhất định sẽ đến đây giết người. Ngọc Đoàn Nhi dùng đũa chọc chọc cải xanh trong đĩa. Làm sao bây giờ? A à, Thùy lắc đầu. Bây giờ Vọng Đình Sơn Trang chắc không dám tới, muốn thăm dò tình hình Đường công tử phải chờ đến mai, ngày mai Đường công tử sẽ tỉnh lại. Lâm Bô chen vào một câu. Ta có một suy nghĩ, chẳng biết có nên nói ra không? A à, Thùy thoáng ngẩn người, ôn hòa nói: lâm công tử không cần khách khí với tiểu nữ như vậy xin cứ nói đừng ngại lâm bô nói ta cảm thấy đường công tử ở lại trấn thừa phong không đi một nửa vì bị thương nặng nửa còn lại vì y muốn làm gì đó ở vọng đình sơn trang chắc là muốn thăm dò vọng đình sơn trang cho nên dù đường công tử mê hay tỉnh chúng ta đều không thể rời khỏi nơi này biết đâu chúng ta có thể giúp đường công tử hiểu rõ bí mật trong vọng đình sơn trang bí mật bí mật gì cơ Ngọc Đoàn Nhi kinh ngạc nhìn Lâm Bô. Có bí mật gì? Trong Sơn Trang kia toàn là người xấu. Lâm Bô gật đầu. Ví dụ như tối nay Đường Công Tử giết Phủ Thúy, nhưng trong vọng đình Sơn Trang lẽ ra không chỉ có hai cao thủ là Bạch Tố Sa và Phủ Thúy, những người khác đi đâu? Vì sao không ra ngăn cản? A à, Thùy dùng mình, Dư Khấp Phượng đã đi đâu? Tên áo đen thường xuyên đứng cạnh Phủ Thúy đã đi đâu? Trong vọng đình Sơn Trang đầy rẫy bí ẩn đêm nay không lẽ chúng có hành động đặc biệt? Chúng lưu lại Phủ Thúy và Bạch Tố Sa để bắt đường lệ từ, là vì khinh địch. Nhưng Phủ Thúy chết rồi, Bạch Tố Sa không chạy ra ngoài, trái lại rút vào trong sơn trang, lẽ nào nàng thật sự đoán được đường lệ từ sẽ không xông vào giết người? Hay là vì, vì thật ra đám dư khấp vượng ngay ở bên trong, có nguyên nhân đặc biệt nào khiến bọn họ không thể hiện thân? Nếu là vậy, thì tối nay đúng là cơ hội tốt để thăm dò vọng đỉnh sơn trang. vừa rồi đường lệ từ đứng trước cửa sơn trang rất lâu không đi, có lẽ cũng định làm thế. đang tiếc lực bất tòng tâm. đêm nay trong vọng đỉnh sơn trang ắt có việc quan trọng. nếu đêm nay không tra, có lẽ không còn cơ hội nữa. sắc mặt lâm bô trông hơi nghiêm trọng. cho nên ta nghĩ nếu bọn chúng có chuyện đặc biệt phải làm, phủ thúy sống hay chết cũng không để ý. vậy ta sẽ giả làm một người dân bình thường đi thăm dò biết đâu có thể a à, thùy lắc đầu liên tục không được lâm công tử không phải người trong võ lâm liên lụy ngươi dính dáng đến chuyện của võ lâm đã không hay rồi không thể để ngươi rơi vào nguy hiểm lâm bồ khẽ mỉm cười a à, thùy cô ương chắc cũng không phải người trong võ lâm a à, thùy ngẩn ngơ cười khẽ nhưng ta không thể thoát ra được nữa ngọc đoàn nhi chen ngang ta đi thăm dò có được không a à, thùy giữ tay nàng muội còn chưa tìm được hắn, nếu tối nay mạo hiểm rồi gặp nguy hiểm sẽ không được gặp lại hắn nữa, chẳng phải sẽ rất đau lòng sao? Ngọc Đoàn Nhi ngẩn người. À, vậy ta không đi nữa, phải làm sao đây? Tỷ định đi à, vọng đình Sơn Trang đâu phải lệ nhân cư, không lẽ bọn chúng đều quen biết tỷ ư? Không thể nào, bọn chúng đã biết tỷ phản bội. Phong lưu điếm xây căn cứ đều dựa vào thuật cơ quan mà phá thành quái khách để lại. Ta đã ở hai căn cứ của chúng trong thời gian dài, Ta đoán vọng đỉnh Sơn Trang cũng giống thế. A à Thủy ngắm nhìn bóng đêm vô tận ngoài cửa sổ. Nó hẳn là có bảy mật đạo, ta có thể vào từ mật đạo. Ngọc Đoàn Nhi kinh ngạc nhìn nàng. Không được, không được, tỉ mà đi, lỡ chạm mặt người trong đó thì làm sao ra được. Chẳng phải sẽ chết bên trong sao? Phụng phụng vẫn còn đây, nếu tỉ chết thì nó phải sống thế nào? A à Thủy rẻ tay phải. Trả sát liễu cho ta. Ngọc Đoàn Nhi giật nảy mình đưa tay vào ngực nắm chắc thanh đao nhỏ kia. Tỷ muốn lấy nó làm gì? A à, Thủy cắn cắn môi. Ta muốn mang nó theo người, có lẽ sẽ an toàn hơn một chút, ta cũng không muốn chết trong đó. Ôi, mới vài ngày không gặp mà có người gan dạ hơn nhiều, mấy tiểu cô nương yếu ớt cũng muốn thăm dò vọng đình Sơn Trang, có thể thấy phong lưu điếm đúng là ngày càng kém cỏi. Giọng nói quen thuộc bỗng truyền vào từ cửa sổ, Ngọc Đoàn Nhi vui vẻ reo lên. Thẩm đại ca ngoài cửa sổ một người ló đầu vào, khóe môi mỉm cười, chính là thẩm lang hồn. Hắn đã lau đi son phấn trên mặt, khôi phục diện mạo ban đầu, nhưng vết thương mà ngón tay đường lệ từ để lại trên mặt hắn thì không lau đi được, cắt đứt con rắn đỏ kia ở giữa, trông thật kỳ quái. Cô nương quả là can đảm lại thận trọng, không biết võ công mà tự tin có thể thăm dò vọng đình sơn trang trong đêm, trên giang hồ ngoài cô nương ra e rằng không còn người thứ hai. Ngoài cửa sổ lại có người nhẹ nhàng hỏi bằng giọng hết sức ôn nhu. Có phải cô nương rất quen thuộc cơ quan mật đạo trong phong lưu điếm không? Xem ra đêm nay phải nhờ cô nương giúp sức thật rồi. A à, Thủy quay đầu lại, ngoài cửa sổ một người mặc áo màu lam nhạt, dung mạo thanh mảnh tú nhã, có nụ cười cho người ta cảm giác thoải mái. Người còn lại thì nàng nhận ra, thất thanh nói: "Cuồng Lan vô hạnh. Người này đứng cạnh thiếu niên áo lam, cao hơn hắn một cái đầu một tay nắm trường kích, sắc mặt tái xanh, trên xương gò má có một vệt màu xanh đỏ yêu dị. Hắn vốn có tướng mạo anh Tuấn, vì vệt xanh đỏ kia mà có vẻ tùy tiện đáng sợ khó tả, chính là cuồng lan vô hạnh. Thiếu niên áo lam đứng trước mặt cuồng lan vô hạnh chính là huyền Úc Nguyệt Đán. Hai người đi theo thẩm lang hồn cả ngày lẫn đêm, chạy đến chấn thừa phong đúng vào tối nay, đứng ngoài cửa sổ nghe Ngọc Đoàn Nhi và A Thùy nói chuyện với nhau. Y sao rồi? Thẩm lang hồn đẩy cửa bước vào, A Thùy chỉ vào phòng. Ngủ rồi, y vừa cứu thôn dân bị phong lưu điếm bắt giữ rồi giết phủ thúy. Thẩm lang hồn ho một tiếng. Vết thương của y còn chưa lành, mà vẫn giết được phủ thúy. Ngọc Đoàn Nhi gật đầu. Y còn muốn giết A Thùy tỷ. Ưm. A Thùy vội bịt miệng nàng. Ngọc Đoàn Nhi sặc một ngụm khí, dẫy ra khỏi tay nàng. Tóm lại là rất kỳ quái. Y trang quái vật ấy, huyền úc nguyệt đán mỉm cười vết thương của y sao rồi a à, thùy nhẹ nhàng thở ra một hơi ngoại thương đã khỏi hẳn nhưng hình như có vật gì đó ngưng đập y nói là thật tại sao nó không đập không đập huyền úc nguyệt đán thoáng trầm ngâm là vì nhát đao của thẩm đại ca sao nhát đao kia đâm vào có gì khác lạ không thẩm lang hồn ngần người có gì khác lạ là sao ngươi là sát thủ hạng nhất vùng đao giết người vết thương sâu đến đâu, lẽ nào không tự biết sao? Huyền Úc Nguyệt đán mò mẫm bước vào phòng. Nếu ngươi muốn giết người, nếu đã thành công, thì tại sao y không chết? Thẩm lăng hồn lại ngơ ngác, cảnh tượng lưỡi đao đâm vào đường lệ từ hôm đó bỗng hiện ra trong đầu. Hồi tưởng một lúc, hắn vò vò đầu. Nhát đao kia đâm xuống, y không chết ta cũng thấy lạ, mũi đao đã đâm chúng thứ gì đó. Hắn rút thanh đoàn đao kia ra từ thắt lưng, chăm chú nhìn mũi đao. Đúng là đâm vào vật gì nên bị cản lại, bằng không nhát đao kia tuyệt đối không thể thất thủ. Chu Nhan vốn thở ơ đứng xem, chẳng thèm quan tâm vì sao đường lệ từ chúng đao mà không chết. Nhưng nghe mấy người càng nói càng lạ lùng, hắn chợt đưa tay ra nắm thanh đoàn đao kia, nhìn kỹ một lượt. Đâm trúng xương. Thẩm Lăng hồn ngượng cười, nhìn vào mũi đao thì hẳn là đâm trúng xương, nhưng nếu ta đâm một đao trúng xương eo của y thì y làm sao bò dậy được? sức mạnh trên lưỡi đao của hắn không tầm thường, dù đâm trúng một tảng đá lớn cũng làm đá vụn văng tung tóe, huống chi là xương người. Và lại ta dốc toàn lực xuất đao cũng chỉ đâm sâu hơn hai tấc, thanh đoạn đao chưa đâm vào hết đá bị cản lại. Vị trí đó không thể là xương eo, trong bụng cũng chẳng còn loại xương nào khác. Hắn chợt vỗ đầu. Đúng rồi, đường lệ từ từng nói đâm trúng trái tim kia. Trái tim. Huyền Úc Nguyệt đán kinh ngạc. Thẩm Lang Hồn nói qua một lượt về lai lịch trái tim Phương Chu trong bụng Đường Lệ Tư, A Thùy bừng tỉnh. Thì ra nói không đập, ý nói trái tim Phương Chu không đập nữa, có lẽ là vì chúng một đau. Nhưng Chu Nhan lại cất giọng lạnh lùng. Dù là hai trái tim người cũng không ngăn nổi một đau của ngươi, nhất định đã đâm đến xương trong tim không lẽ lại mọc xương? Tim, cõi lòng A Thùy tức thì lặng xuống. Nàng đã thấy thứ trong bụng Đường Lệ Tư đúng là không giống một trái tim. Nhưng nếu không phải trái tim Phương Chu, thì nó là gì? Chu Nhan làm như không nghe thấy, hắn vốn không ham bàn luận về đường lệ tư, trầm giọng hỏi. Bao giờ xuất phát? Huyền Úc Nguyệt đán mỉm cười. A Thủy Nương hãy dẫn đường, thẩm đại ca và Chu Tiền Bối đi cùng cô, đêm nay nhất định sẽ tìm ra bí mật trong vọng đỉnh Sơn Trang. Hắn đưa tay vào ngực, đưa bức tranh vẽ tiết đào cho A Thủy đêm nay cô nương có dám đi một chuyến không? A Thùy vui vẻ mỉm cười. vậy thì đi thôi. nàng liếc nhìn phụng phụng, lại nhìn sang cửa phòng Đường Lệ Từ rồi bước ra ngoài trước. bên trong phòng Đường Lệ Từ còn đang ngủ mê man, không hề phát hiện những thay đổi ngoài kia. Thẩm Lang Hồn và Chu Nhan đi theo A Thùy vòng ra đằng sau vọng đỉnh sơn trang. Huyền Úc Nguyệt Đán thì ở lại nói mình buồn ngủ. Ngọc Đoàn Nhi chỉ vào phòng Lâm Bồ bảo hắn đi ngủ huyền úc nguyệt đán không nhìn thấy hướng nàng chỉ rất tự nhiên đi về phía trước bước vào phòng đường lệ từ tiện tay khép cửa phòng lại ngọc đoàn nhi trợn mắt nhìn lâm bô lâm bô cũng kinh ngạc nhìn cánh cửa phòng đóng chặt nhưng tập trung lắng nghe hồi lâu vẫn không nghe ra đằng sau cánh cửa có tiếng động gì khác thường lẽ nào huyền úc nguyệt đán không cảm nhận được có đường lệ từ nằm trên giường hắn ngủ ở đâu trên ghế trên bàn dưới đất Ngọc Đoàn Nhi chống cằm nhìn cánh cửa kia, cả buổi tối đều suy nghĩ vấn đề kỳ quặc này. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.